Thưa quý vị, vài năm trở lại đây thì hình ảnh ông già Noel mặc bộ đồ màu đỏ với chòm râu trắng và một gương mặt hóm hỉnh đi phát quà đã trở thành biểu tượng vô cùng thân thuộc với trẻ nhỏ. Từ cả tuần nay thì trẻ em đã hào hứng viết thư gửi cho ông già Noel với hy vọng những điều ước của chúng sẽ được ông già Noel biến thành sự thật. Nhưng bên cạnh đó cũng có những đứa trẻ vẫn luôn thắc mắc rằng ông già Noel có thật sự là có hay không? Nếu ông già Noel không có thật thì những món quà chúng nhận được trong đêm Giáng sinh là từ đâu tới? Khiến cho phụ huynh đau đầu không biết là nên tiếp tục nói dối trẻ hay là nói thật. Trong chuyện tối nay thì chúng tôi muốn mời đến trường quay tiến sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Thụy Anh để cùng bàn về vấn đề này. Xin cảm ơn chị Thụy Anh đã dành thời gian đến với chương trình Chào Buổi Tối. Xin chào chị. Vâng, đúng là những năm gần đây thì ngày lễ Noel hay là còn gọi là ngày Giáng sinh thì đã trở nên rất là thân thuộc, không với chỉ người lớn mà cả với trẻ nhỏ nữa. Mấy ngày gần đây và chị có thể đọc được ở trên mạng những cái lá thư rất là ngộ nghĩnh gửi ông già Noel của trẻ nhỏ thì chị cảm thấy thế nào ạ? Vâng, tôi cảm thấy rất vui và biết rằng là một mùa Giáng sinh tốt đẹp đang đến và rất mừng rằng những đứa trẻ của chúng ta vẫn còn ngây thơ tin tưởng vào ông già Noel và đấy là cả một trời mơ ước của chúng. Vâng, và theo chị thì việc người lớn rồi cha mẹ, thầy cô nuôi dưỡng cái niềm tin, niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp cho con trẻ thì có phải là điều tốt hay không ạ? Điều đấy là tuyệt vời và tôi nghĩ rằng không chỉ con trẻ đâu, chúng ta cả những người lớn cũng luôn luôn cần thiết tin vào những phép màu, tin vào những điều tốt. Và tôi cho rằng là ngay cả với thế người lớn của chúng ta thì ông già Noel cũng là hiện thân của sự hạnh phúc, của gia đình, của bếp củi, của những món quà, của tình yêu thương trao cho nhau. Thế thì đối với những đứa trẻ thì lại càng cần thiết hơn nữa thông qua hình ảnh của ông già Noel. Trước hết thì chúng sẽ phát triển được trí tưởng tượng. Chúng sẽ tưởng tượng rất nhiều thông qua cái nhân vật đó, xung quanh nhân vật đó, cuộc sống của ông thế nào. Ông đến bằng cỗ xe tuần lộc thì những con tuần lộc đấy nó được nuôi dưỡng ra sao, vân vân. Thế và vừa rồi như hôm qua chúng tôi có hoạt động với câu lạc bộ đọc sách cùng con, chúng tôi có làm một chương trình Noel thì các bạn đặt ra một giả thiết là nếu như đàn tuần lộc của ông già Noel bị hắt xì hơi và bị ốm không thể đi được thì ông già Noel sẽ đến với trẻ con bằng cách nào, và các bạn đưa ra vô cùng nhiều cái phương án tuyệt vời. Và tôi cho rằng với cái cách này và không chỉ cái hình tượng ông già Noel còn rất nhiều cái hình tượng khác nữa liên quan đến các nhân vật cổ tích hay là truyền thuyết hay là những cái điều kỳ lạ sẽ khiến cho trẻ biết mơ ước. Và biết mơ ước thì chúng sẽ không giới hạn cái sự sáng tạo của mình. Và rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đã thấy là con người không thể sáng tạo ra rất nhiều điều kỳ lạ, như là Edison thì không thể phát hiện minh ra được điện nếu như chúng ta không mơ ước và không tin vào những điều kỳ diệu. Vâng, quả thật là việc hướng cho trẻ con tin vào những cái điều tốt đẹp là một cái điều rất nên trong cuộc sống này. Thế tuy nhiên thì không phải người làm cha làm mẹ nào, không phải phụ huynh nào cũng khéo léo trong cái việc có thể kể với con hoặc là hướng con đến những cái điều như vậy, mà cũng có những người thì nâng cao quan điểm cái việc là nói về ông già Noel có thật là nói dối trẻ con. Tôi thì tôi không nghĩ đó là nói dối, đó là cách mà chúng ta khơi gợi cho con những cái tình yêu rồi là những cái trí tưởng tượng. Thế theo chị là làm thế nào để một người cha người mẹ có thể mở lời với con khi mà con đã phát hiện ra là ông già Noel không có thật trên thế giới này? Vâng, thực ra thì đối với trẻ con thì nó có nhiều cái trong cái lứa tuổi phát triển của nó sẽ có cái lứa tuổi là mầm non và tiền tiểu học, thì các bạn vô cùng tin vào những nhân vật cổ tích và những điều kỳ diệu, đúng không ạ? Và đến một cái độ tuổi nhất định nào đó chắc chắn các bạn sẽ nghi ngờ và các bạn sẽ biết, và sau đó thì các bạn biết rằng những nhân vật đó không có thật, nhưng chúng vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện đó bởi vì những nhân vật đó lúc bấy giờ đã trở thành những biểu tượng. Chẳng hạn ông già Noel thì biểu tượng cho những sự bất ngờ, niềm vui, rồi là những cái điều mình đã làm điều tốt thì sẽ được thưởng, sẽ được đáp lại bằng một cái món quà, rồi là những cái cảm xúc giữa bố mẹ và con cái. Thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải nói với nhau rõ ràng không có đâu hay là có, bởi vì các bạn sẽ phát triển dần dần, đến lúc các bạn sẽ tự nhận ra. Vâng. Có bạn thì sẽ đến một lúc nào đó sẽ nửa tin nửa ngờ, vẫn nghi ngờ nhưng vẫn mong đợi. Có những bạn lớn hẳn rồi thì biết là không có nhưng vẫn chờ đợi bởi vì đó là một biểu tượng. Thế thì ở đây tôi muốn chia sẻ với các quý vị một cái câu chuyện về lá thư của một cô bé khi cách đây hơn 100 năm, tức là năm 1897, có một cô bé tên là
Virginia O'Hanlon ở Mỹ đã hỏi bố mình là có chắc là có ông già Noel không, thì bố cô bảo là viết thư cho cái tạp chí lúc bấy giờ rất là nổi tiếng là tạp chí The Sun, và được ông tổng biên tập tên là Francis, ông ấy trả lời rất là hay, trả lời rằng ông nói đại ý là chúng ta có thể không nhìn thấy nhiều thứ ở trên đời này, nhưng không vì là chúng ta không nhìn thấy mà chúng ta có thể khẳng định nó không có, không tồn tại. Thế thì cái cách trả lời như thế cũng rất là thú vị, và cái bức thư đó đã hơn 100 năm rồi, nhưng năm nào cũng được tạp chí và khắp nơi người ta đăng tải lại. Thì đấy cũng là một cách để có thể đáp ứng lại cái suy nghĩ của em bé. Thế thì chính cái bức thư đấy tôi cũng mang đến cuốn sách này là vì tôi muốn khoe với quý vị và chị là chính cái bức thư của ông già Noel đó thì đã mang lại giải nhất quốc gia và giải ba quốc tế cho em Nguyễn Thị Bạch Dương ở trường Nguyễn Trãi Nam Sách, tỉnh Hải Dương, trong cuộc thi viết thư UPU quốc tế. Thì rất là thú vị là bạn nhắc đến cái lá thư đấy để nói rằng với cái hình ảnh ông già Noel ấy, thì đó chính là, đây tôi xin trích đọc rất là nhanh thôi, ông già Noel không chỉ là hiện thân cho ước mong của những đứa trẻ mà còn là phép màu điều kỳ diệu, là thế lực siêu nhiên tuyệt đối giúp cho chúng hiện thực hóa những ước mơ mà những người lớn trong cuộc sống của chúng không làm được, và đặc biệt đó là chỗ bấu víu duy nhất với những đứa trẻ bất hạnh. Trong trước đó thì cô bé trích những cái lá thư của các em bé khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những em bé bất hạnh. Em thì mong chỉ có một bữa ăn thôi, em thì mong là không có chiến tranh, vân vân. Và cuối cùng cô bé Bạch Dương viết rất là hay: nếu như đến một ngày nào đó những đứa trẻ ấy đã phát hiện ra không có những ông già Noel có phép màu nào cả, đó chỉ là mẹ, là ba, là chú nhân viên bưu điện, thì cũng không sao, đó lại là một cơ hội khác cho tình yêu thương. Tôi thấy đây chính là cái lời đáp cho câu hỏi của chị. Và cuối cùng thì em có một cái kết luận là cứ còn có trẻ con trên đời, có tuổi thơ, thì những người lớn bên cạnh những đứa trẻ, mỗi người hãy trở thành một ông già Noel của đứa trẻ đấy. Vâng, rất là tuyệt vời. Tôi còn nhớ một kỷ niệm khi mà lúc đó tôi đã tốt nghiệp đại học và đi ra làm được 5 năm rồi, tức là lúc đấy tuổi đời cũng đã là trưởng thành rồi. Và khi đó thì tôi có gặp một ông già Noel khi mà tôi đi ra nước ngoài, và đó là một cái hình tượng giống y như trong trí tưởng tượng của mỗi chúng ta. Nơi xuất phát điểm của ông già Noel là một ông già to béo, da trắng, có râu tóc bạc phơ, và tôi đã cảm thấy hồi hộp thật sự, vì tôi nghĩ rằng là ôi giống ông già Noel trong tưởng tượng của mình quá. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà những đứa trẻ con họ tin, chúng nó được tự tin vào những cái điều tốt đẹp như vậy, thì chắc chắn rằng là tuổi thơ của chúng sẽ ngày càng nhiều tình yêu thương hơn, nhiều hy vọng hơn. Và tôi nghĩ rằng cha mẹ không nên phân định cái chuyện là nói dối hay là nói thật, bởi vì tôi tin rằng sự thật rồi sớm muộn mỗi đứa trẻ sẽ có cách để tự tìm ra, chúng sẽ tự hiểu, và chúng sẽ tự biết là ông già Noel có thật hay không, và kể cả việc không có thật thì cũng không có gì là đáng phải phản nàn và cả. Và tôi tin rằng khi trở thành bố mẹ, chúng lại tiếp tục trở thành ông già Noel của những đứa trẻ, những đứa con của mình. Và bởi vì nó, ông già Noel cũng như là bà tiên răng hay là những bà tiên khác, thì nó chỉ làm cho cuộc sống những đứa trẻ phong phú hơn và hạnh phúc hơn mà thôi. Vâng, cụ thể với một câu chuyện thì tôi tin rằng là mỗi một đứa trẻ thì sẽ đều có những câu hỏi cắt cớ, và chắc chắn là chị cũng đã có những cái lúc mà phải trả lời con của mình khi mà con của chị hỏi là mẹ ơi ông già Noel có thật hay không, thì lúc đấy chị đã trả lời như thế nào ạ? Đây là câu chuyện có thật hẳn hoi. Vâng. Là con trai của tôi về và nói rằng mẹ ơi, chắc là không có ông già Noel đâu, bởi vì con nhìn thấy hôm nay chú Toán là chú bảo vệ của trường, chú ý trong vai ông già Noel đấy là chú Toán chứ không phải ông già đâu. Thế tôi nói ngay là con thử nghĩ xem có bao nhiêu trẻ em trên thế giới này, mẹ cũng không biết chắc chắn là có ông già Noel hay ông già sống ở đâu thì mẹ cũng chưa được nhìn thấy. Nhưng mẹ nghĩ rằng nếu có ông già Noel thì một mình ông không thể nào trong một ngày đưa được quà đến từng đấy cho những đứa trẻ. Chắc chắn là phải nhờ mọi người hỗ trợ rồi. Và chú Tán là một trong những người phải hỗ trợ ông già Noel, và nó rất hài lòng với điều đó. Và riêng con trai tôi thì năm nay đã 15 tuổi, cho dù là nó không còn tin vào ông già Noel nữa, nó vẫn viết thư cho ông già Noel. Cái điều đấy tôi cũng rất là cảm động, và tôi cũng hơi bất ngờ. Thế mặc dù là tôi biết rằng nó
tin là không có ông già Noel nào nữa. Nhưng mà nó như là một cái hình thức bắt đầu một cái ngày hội của nó. Dạ, cảm ơn chị Thúy Anh ngày hôm nay đã mang đến một bức thư rất là tuyệt vời. Và tôi tin rằng là với câu trả lời của chị thì sẽ có rất nhiều người làm cha làm mẹ ngồi trước máy ghi hình xem và có thể học tập được cách trả lời của chị Thúy Anh để có thể trả lời cho những đứa con của mình là ông già Noel có thật hay không. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.